Dưới đáy hồ Baikal ở Nga có hàng nghìn tấn vàng, nhưng không có ai dám xuống vớt. Ngay cả các chuyên gia về công nghệ tiên tiến cũng thừa nhận rằng họ muốn lấy mà không dám. Vậy, dưới đáy hồ này có bí ẩn khủng khiếp gì mà không ai dám xuống vớt kho báu hàng nghìn tấn vàng này? Nằm ở miền đông Siberia của nước Nga, Baikal là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo và mang vẻ đẹp có một không hai trên thế giới. Đây là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, chứa khoảng 20% trữ lượng nước ngọt trên toàn cầu, đủ dùng cho cả nhân loại trong vòng 40 năm. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác hồ Baikal bao nhiêu tuổi. Hầu hết các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng tuổi của hồ Baikal khoảng từ 25 đến 30 triệu năm. Nếu điều này là đúng, hồ Baikal sẽ là hồ lâu đời nhất trong số các hồ cổ xưa. Bởi vì thông thường, các hồ nước không tồn tại được quá 10 đến 14.000 năm. Bởi sau khoảng thời gian này, hồ nước thường bị bùn hóa và biến thành đầm lầy, mang trên mình vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ. Nhưng ẩn đằng sau vẻ đẹp ấy là những bí ẩn khiến giới khoa học bị ám ảnh. Trong đó, đặc biệt nhất là kho báu với hàng nghìn tấn vàng nằm dưới đáy hồ Baikal. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc sau khi sao hoàng Nicholas II buộc phải thoái vị, chế độ sao hoàng bị tê liệt, các sĩ quan và quý tộc bắt đầu ủng hộ vị đô đốc hải quân lừng danh Kolchak. Năm 1918, Kolchak tự thành lập chính phủ tối cao của Nga. Vào tháng 8 năm 1919, quân của ông ta bị Hồng quân đánh bại và bắt đầu rút lui. Kolchak muốn vận chuyển vàng từ kho bạc về phía đông, định chạy trốn qua biển Siberia đến Thái Bình Dương để tìm kiếm sự giúp đỡ của Nhật Bản. Với 500.000 quân đi theo Kolchak và 750.000 người lưu vong, đã bắt đầu một hành trình khó khăn. Họ đến thị trấn nhỏ Tosca, cách thành phố Oska hơn 1.000 km về phía đông. Nhiệt độ ở đây lên tới âm 60 độ. Trong tiết trời lạnh giá, nhiên liệu cạn kiệt, họ chỉ có thể kéo vàng bằng xe trượt. Lúc này, băng tuyết càng ngày càng dày đặc, thời tiết vượt quá sức chịu đựng của con người. Khi họ nghỉ ngơi một đêm ở Nikolska, 200.000 người đã bị chết cóng. Khi họ vượt qua Oska đến hồ Baikal, chỉ còn 250.000 người cuối cùng trong số hơn 1,2 triệu người và 1.600 tấn vàng. Lúc này, nhiệt độ của hồ Baikal đã lên tới âm 69 độ. Đoàn người đi bộ trên mặt hồ đóng băng. Thời tiết cực lạnh khiến hàng nghìn người ngã xuống và không thể vượt qua được hồ Baikal. Khi những tia nắng mùa xuân bắt đầu xuất hiện, những xác chết cóng ấy cùng với 1.600 tấn vàng đã bị chìm xuống dưới đáy hồ Baikal. Tuy nhiên, cũng câu chuyện khác cho rằng số vàng trên do chính sao hoàng Nicholas II sưu tập và sở hữu. Tháng 10 năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga nổ ra. Cuộc cách mạng khiến chính quyền Nga Hoàng tan rã, chấm dứt chế độ phong kiến. Vào thời điểm đó, Nicholas II không muốn triều đại của mình sụp đổ như thế. Ông ra lệnh chuyển 1.600 tấn vàng trong kho đi cất giấu. Với tiền bạc, quân đội và vũ khí, ông mong có thể giành lại những thứ từng thuộc về mình trong tương lai. Nicholas II và những người ủng hộ ông bỏ chạy cùng số vàng khổng lồ. Do sự truy đuổi của Hồng quân, nhóm của Nicholas II không còn cách nào và phải bỏ chạy về phía Tây. Lúc này, thời tiết đã vào đông. Nhiệt độ xuống thấp khiến tiết trời lạnh giá. Nicholas II và người của ông cũng đã kiệt sức. Họ chọn cách ném 1.600 tấn vàng xuống hồ để số vàng khổng lồ này không rơi vào tay quân cách mạng. Sau khi sao hoàng bị bắt và bị hành quyết, kho báu và tiền bạc mà ông ném xuống hồ Baikal đã biến mất cùng ông. Có một số phiên bản khác về câu chuyện này, nhưng điểm chung là 1.600 tấn vàng thực sự thuộc về Nicholas II và theo một cách nào đó, chúng đã rơi xuống hồ và nằm im từ đó đến nay. Sau nhiều năm, thời thế tiếp tục thay đổi, nhưng vẫn có không ít người nhòm ngó số tài sản khổng lồ này. Các chuyên gia ước tính, kho báu hiện nay có giá trị lên tới 90 tỷ đô la Mỹ. Cách đây không lâu, người Nga đã sử dụng tàu thăm dò để tìm kiếm dưới hồ Baikal và chắc chắn có một số tàn tích đã được phát hiện. Tuy nhiên, không ai trục vớt chúng. Vậy, dưới đáy hồ này có bí ẩn khủng khiếp gì mà không ai dám xuống vớt kho báu hàng nghìn tấn vàng này? Cho đến nay, không ai biết chính xác vị trí số vàng này. Hồ Baikal có chiều dài là 636 km, rộng 48 km, diện tích 31.500 km2, độ cao 455 m so với mực nước biển và tổng dung tích của hồ vượt quá 2,36 tỷ mét khối. Do đó, việc tìm kiếm trong vô định chẳng khác nào mỏ kim đáy bể. Hơn nữa, hồ Baikal có cấu tạo vị trí hết sức nguy hiểm.
Nó nằm ở điểm giao nhau của các vành đai địa chấn. Dữ liệu cho thấy, cứ khoảng 10 năm lại có các trận động đất cường độ khoảng 6 độ Richter và khoảng 30 năm sẽ có các trận động đất thảm khốc với cường độ 9 độ Richter. Chẳng hạn, vào năm 1960, một trận động đất mạnh tới 9,5 độ Richter xảy ra ở hồ Baikal, ảnh hưởng toàn bộ cấu trúc địa chất xung quanh và mực nước của hồ. Sau đó, việc tìm kiếm dưới đáy hồ Baikal chứa đầy rủi ro đối với các thợ lặn. Bên cạnh đó, còn có một số bức xạ bề mặt. Điều này cũng sẽ làm tăng quá trình đứt gãy của lớp vỏ. Vì vậy, nếu không có công nghệ tối tân để sử dụng như một lực lượng cứu hộ, không một ai dám tham gia để đánh liều mạng sống của mình. Mặt khác, do bên trong hồ Baikal vẫn còn bảo lưu rất nhiều loài động vật nước ngọt thời đệ tam, ví dụ như hải cẩu Baikal, cá hồi trắng Bắc Cực, cá hồi trắng Omun, cá mập. Đại đa số những cá nhân có ý định truy tìm kho báu đã phải từ bỏ sau khi nghe nói ở đây có cả những giống loài cực kỳ nguy hiểm. Kể cả tìm thấy vị trí chính xác của kho báu, cũng không ai dám trục vớt bởi hồ Baikal được mệnh danh là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới. Với độ sâu tối đa lên tới 1.642 mét, việc trục vớt số vàng cũng cần huy động một lượng khổng lồ máy móc và nhân lực. Và quan trọng nhất, câu hỏi được đặt ra là nếu được trục vớt thành công, hàng ngàn tấn vàng kia sẽ thuộc về ai? Vì hồ Baikal đã được chọn là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1996. Từ góc độ này, hồ Baikal dường như thuộc về tất cả mọi người và của cả nhân loại. Những cư dân bản địa sinh sống xung quanh hồ là dân tộc thiểu số Irkutsk. Nếu nhìn vào đường biên giới, hồ Baikal nằm trên lãnh thổ của cả Cộng hòa Buryatia và Irkut Oblast. Vì vậy, mọi người không có cách nào để đưa ra một tuyên bố tương đối thống nhất rằng toàn bộ hồ sẽ thuộc về ai. Bên cạnh những nguyên nhân trên, còn có rất nhiều câu chuyện ly kỳ bí ẩn về hồ Baikal khiến không ai dám liều mạng động đến nó. Những người dân sống quanh hồ Baikal kể lại rằng thường xuyên nhìn thấy các khung cảnh lạ trên mặt hồ, từ hình lâu đài cho tới xe lửa, tàu thuyền. Họ còn đồn rằng hồ có năng lực siêu nhiên, có thể kéo dài tuổi thọ con người. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người sẵn sàng mạo hiểm ngâm mình trong nước hồ ở nhiệt độ âm 5 độ C để được bất tử. Thậm chí có rất nhiều báo cáo liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh tại hồ Baikal. Điều thú vị là những câu chuyện liên quan đến UFO tại đây lại đến từ những tập tài liệu bí mật của Hải quân Liên Xô. Câu chuyện về UFO dưới hồ Baikal đã từng được đưa ra công luận vào thời kết thúc chiến tranh lạnh Nga-Soviet. Nhiều người kể rằng họ đã thấy phi thuyền lớn bay lượn trên hồ nước. Họ nhìn thấy người ngoài hành tinh bước ra từ phi thuyền, đi xuống hồ nước. Cựu sĩ quan hải quân thời Xô Viết kiêm nhà nghiên cứu UFO Vladimir Adhatha đã tiết lộ tài liệu tối mật liên quan đến vụ việc năm 1982. Một thợ lặn đã qua huấn luyện cơ bản về lặn trong hồ Baikal đã nhìn thấy vật thể giống tàu bay di chuyển rất nhanh dưới nước. Vài hôm sau, thợ lặn khác nói rằng họ được chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ hơn nữa dưới độ sâu 50 mét. Họ nhìn thấy những người nhỏ bé mặc bộ quần áo màu bạc và đeo mặt nạ thở oxy. Đơn vị thợ lặn được lệnh bắt giữ những người kỳ lạ này. Nhưng khi thợ lặn đến gần, đám người kỳ lạ đã chống trả, dùng vũ khí tối tân tiêu diệt 3 trong số 7 người. 4 thợ lặn còn lại bị thương do cố bắt giữ những người kỳ lạ đó về báo cáo cấp trên. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2009, một vòng tròn sẫm màu được nhìn thấy trên hồ Baikal khi các phi hành gia trên trạm ISS chụp lại hình ảnh mặt hồ đóng băng trong lúc bay ở phía trên Siberia khoảng 354 km. Vùng hình tròn tối màu ở trên lớp băng mỏng này nằm ở cuối phía nam của hồ. Điều rất kỳ lạ là có thể nhìn thấy băng che phủ trên bề mặt hồ vào các tháng 6 và 7 trong mùa hè. Vòng tròn tối màu này là phần băng đã bị tỉa thưa ra hoặc tan chảy do một thứ gì đó ở trong nước phía bên dưới. Trong bức ảnh có thể nhìn thấy phần băng ở xung quanh vòng tròn bắt đầu bị vỡ ra và di chuyển ra xa nhau. Kích thước giữa điểm đầu và cuối của vòng tròn này là khoảng 4,8 km. Các phi hành gia và các nhà khoa học đã hết sức bối rối về nguồn gốc của vòng tròn tối màu này. Họ đã quan sát và kiểm tra một số bức ảnh do vệ tinh chụp lại trước đó. Họ phát hiện ra rằng hồ Baikal cũng có một vòng tròn tương tự nằm gần khu vực trung tâm hồ vào ngày 5 tháng 4 năm 2009. Trong các tài liệu ghi lại từ tháng 4 năm 1994, một vòng tròn băng bí ẩn tương tự cũng đã được phát hiện. Đây là thời điểm thực hiện nhiệm vụ của tàu con thoi STS-59 và STS-51B của Mỹ.
nguồn gốc của những vòng tròn này vẫn chưa được xác định. Người ta cho rằng những vòng tròn này có thể là đối lưu của các cột nước trong hồ. Điều này có nghĩa là nước ấm dâng lên tới đỉnh của vùng nước lạnh và làm tan chảy băng ở vùng hình tròn kỳ lạ này, làm cho phần băng đó bị yếu đi và nứt ra. Mặt khác, nhiều câu hỏi khó giải thích về các hình tròn kỳ lạ này cũng như các thay đổi về vị trí của chúng trên mặt hồ cũng đã được đặt ra. Ngoài ra, hồ Baikal có những truyền thuyết bí ẩn rất đáng sợ khác. Theo những câu chuyện cổ xưa của cư dân sống xung quanh hồ kể lại rằng, có một con rồng nước sống ở vịnh Mukhoskai, nơi ấm nhất của hồ. Một số tin đồn nói rằng con rồng này giống như một con cá tầm khổng lồ với khuôn mặt xấu xí. Một số người khác nói rằng nó là một con quái vật thằn lằn với móng vuốt và áo giáp dọc theo lưng. Trong khi đó, những người khác tin rằng con quái vật này trông giống như một loài cá sấu cổ đại, tổ tiên của cá sấu. Để xoa dịu sự hung hăng của con thú, người dân địa phương đã cung cấp lông thú, đủ trang sức và thức ăn cho con vật dưới hồ trong vài thế kỷ trước. Một số người thậm chí còn làm lễ hiến tế máu. Vào những năm 1980, các nhà nghiên cứu Liên Xô đã quay lại được một vật thể chuyển động 30 mét trên lòng hồ bằng thiết bị định vị bằng tiếng vang, nhưng họ không thể làm rõ nó chính xác là gì. Hồ Baikal là hồ sâu nhất thế giới và người dân địa phương đã biết điều này trước cả khi có nghiên cứu khoa học chính thức. Họ tin rằng có một vực thẳm không đáy dẫn đến đại dương rộng lớn hoặc đến thế giới bên ngoài. Có câu chuyện kể cho rằng trên mặt hồ có một vòng xoáy nước có thể hút tàu thuyền đi qua. Nhiều người cho rằng các xoáy nước trên chính là cánh cửa đi tới thế giới địa ngục. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về tuổi và về nguồn gốc của hồ Baikal. Phần lớn các hồ tương đối lớn trên thế giới chỉ có vài nghìn năm tuổi. Chúng hình thành sau kỳ băng hà cuối cùng khi một lượng lớn nước đóng băng tan chảy và sự thoát nước của các con sông. Những hồ này sau đó sẽ dần bị lấp đầy bởi trầm tích theo thời gian và thường không sâu hơn vài trăm mét. Chỉ có khoảng 20 hồ trên thế giới được ghi nhận là thực sự cổ xưa, nghĩa là chúng đã hơn 1 triệu năm tuổi. Hồ Baikal là một trong số đó và nó cũng là hồ lâu đời nhất, với tuổi ước tính khoảng 25 đến 30 triệu. Các hồ cổ khác bao gồm hồ Iksikun ở vùng núi Bắc Chiansan ở đông Kyrgyzstan và hồ Maracaibo ở tây bắc Venezuela, cả hai đều là hồ muối. Các hồ cổ xưa được hình thành không phải do kỳ băng hà kết thúc, cũng không phải do sự tích tụ nước từ các con sông. Chúng được tạo ra trong các vùng rạn nứt đang hoạt động, nơi các mảng kiến tạo di chuyển ra xa nhau. Theo thời gian, tạo ra các thùng lũng và hố sâu. Đó cũng là cách hồ Baikal được hình thành, mặc dù một số hồ cổ khác cũng được hình thành sau các tác động của thiên thạch hoặc bên trong các ngọn núi lửa không hoạt động. Vì các khu vực ở hai bên Baikal nằm ở độ cao vượt quá 2.000 mét, ranh giới mảng kiến tạo phân kỳ đã hình thành một bồn địa rất sâu. Điều này giải thích tại sao Baikal lại chứa một lượng nước đáng kinh ngạc như vậy, hơn 23 tỷ mét khối. Theo một nghiên cứu năm 1990, thùng lũng dẫn nước kéo dài thêm 7.000 mét dưới đáy hồ và hiện được bao phủ bởi lớp trầm tích lắng động qua hàng triệu năm. Tổng cộng, vết nứt địa chất tạo ra hồ Baikal có thể sâu tới 9 km, khiến nó trở thành vết nứt lục địa sâu nhất trên hành tinh. Quá lâu đời và không bị xáo trộn bởi các thời kỳ băng hà, do đó, hồ Baikal trở thành một mỏ vàng cho khoa học. Các trầm tích lõi khoan sâu có thể tiết lộ khí hậu đã thay đổi như thế nào trong hàng triệu năm trong quá khứ, một cách đặc biệt chi tiết. Các lớp trầm tích nồng nhất của hồ này có thể chứa hydrat khí tự nhiên trong nước ngọt. Bất chấp độ sâu đáng kinh ngạc của hồ, nước của nó có hàm lượng oxy cao, có nghĩa là các sinh vật phát triển mạnh ở mọi độ sâu trong hồ. Trên thực tế, hồ Baikal là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật hơn bất kỳ hồ nào khác trên thế giới, hơn 3.600 loài. Nhiều loài trong số đó không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Được biết, những người sống xung quanh hồ này từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và họ là những dân tộc khác nhau. Ngày nay, hồ Baikal với cảnh vật tuyệt đẹp và những nét văn hóa đặc sắc là điểm đến của nhiều người ưa thích mạo hiểm và khám phá. Và câu chuyện về 1.600 tấn vàng biến mất của Sa Hoàng dưới đáy hồ Baikal giờ đây đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đáp.